Màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui, vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy, nên là anh bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết. Là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên.